Vì sao mọi người thường cầu về cực lạc? Bạn đã bao giờ nghĩ đến một nơi chill đúng nghĩa? Không drama, không stress, không deadline, chỉ có bình yên và giác ngộ chưa? Đó chính là cõi cực lạc. Nhưng khoan, để được đặt chân đến cõi mơ ước này, bạn không thể chỉ ngồi không và mơ đâu nhé. Phải sống đẹp, sống chuẩn, sống thiện vibes trước đã. Làm sao để đủ điều kiện xin visa về cực lạc? Phát tâm thiện lành. Trước tiên, bạn phải sống tốt, biết giúp đỡ mọi người, giữ tâm an và tránh xa những hành động xấu. Đừng đợi đến khi log out khỏi trái đất mới bắt đầu làm việc thiện. Vì cõi cực lạc không phải chỗ ai muốn cũng vào được đâu. Niệm Phật, kết nối trực tiếp với Đức Phật A-di-đà. Điều kiện tối quan trọng là phải luôn nhớ và niệm danh hiệu của Ngài. Kiểu như bạn đang follow Ngài trên mạng xã hội tâm linh vậy đó. Thật tâm, nhất ý, niệm Phật đều đặn mỗi ngày, không bỏ cuộc. Giữ tâm thanh tịnh. Đừng để tâm bị cuốn vào drama hay hận thù. Đơn giản thôi, sống nhẹ nhàng, buông bỏ, thấy gì xấu thì block. Vậy, tại sao nên về cực lạc? 1. Không stress, không nghiệp quật. Ở cực lạc, bạn không phải lo đau khổ, bệnh tật hay những nỗi buồn kéo dài không hồi kết. Đây là môi trường lý tưởng để nghỉ ngơi và phát triển tâm linh. Nói vui thì đây chính là phiên bản resort 5 sao vĩnh cửu cho tâm hồn. 2. Đức Phật A-di-đà, mentor tâm linh đáng tin cậy nhất. Đến cực lạc, bạn sẽ được dẫn dắt trực tiếp từ Đức Phật A-di-đà và các Bồ Tát. Họ sẽ giúp bạn tiến thẳng đến giác ngộ mà không cần phải qua hàng tá vòng thử thách nhựa trần gian. 3. Có bảo hiểm, không thối chuyển. Tức là khi đã đến cực lạc, bạn không còn lo đánh mất mình hay bị kéo lùi bởi nghiệp báo. Dù chưa giải thoát ngay, bạn vẫn chắc chắn không quay lại kiếp ngạ quỷ, súc sinh hay địa ngục. Đây là môi trường học mà chơi, chơi mà học. Đến lúc nào giác ngộ xong thì tốt nghiệp luôn. Oh my God! Wow! 4. Mãi mãi bình yên. Cực lạc không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, mà còn là nơi để bạn phát triển bản thân và tâm linh. Nơi đây giúp bạn tìm thấy sự bình an thật sự, không phải kiểu bên ngoài cười, bên trong nát đâu nhé. Nhưng nhớ nhá, đây không phải lời xúi dại. Muốn đến cực lạc thì hãy sống thật tốt, thật thiện ngay từ bây giờ. Chỉ cần phát tâm, giữ lòng trong sạch và siêng năng niệm Phật. Cõi Lưu Ly, resort chữa lành tâm hồn của Phật Dược Sư. Nếu cực lạc là điểm đến giúp bạn tu chiêu và hướng tới giác ngộ, thì cõi Lưu Ly của Phật Dược Sư là nơi đặc biệt dành cho những ai muốn chữa lành, không chỉ cơ thể mà cả tâm hồn. Nói đơn giản, đây là nơi hội tụ năng lượng hồi phục max level. Vậy, cõi Lưu Ly là gì và vì sao chúng ta cần hướng về đó? 1. Cõi Lưu Ly là gì? Cõi Lưu Ly, tịnh độ Đông Phương, là cảnh giới do Phật Dược Sư Vaisajaguru giáo hóa, nổi tiếng với ánh sáng xanh ngọc lưu ly kỳ diệu. Đây là nơi mà những ai khổ đau, bệnh tật hoặc mang trong mình những nỗi đau tinh thần có thể được chữa lành hoàn toàn. Năng lượng của cõi này giúp bạn reset mọi khổ đau để sẵn sàng bước tiếp trên hành trình tâm linh. 2. Nên hướng về cõi Lưu Ly. Healing thực sự không phải trend gì. Khác với những buổi self-care hay đi spa để thư giãn, cõi Lưu Ly mang đến sự chữa lành tận gốc rễ từ tâm thức. Dù bạn đang mang bệnh thể chất hay gánh nặng tâm hồn, ánh sáng của Phật Dược Sư sẽ giúp bạn dần hồi phục và tràn đầy năng lượng tích cực. Gỡ bỏ nghiệp bệnh. Phật Dược Sư phát 12 đại nguyện để giúp chúng sinh thoát khỏi bệnh tật, nghèo khổ và những nỗi đau do nghiệp báo. Khi cầu nguyện và niệm danh hiệu Ngài, bạn sẽ được tiếp thêm năng lượng để vượt qua mọi khó khăn, đồng thời hướng tới đời sống an lạc hơn. Cõi của sự bình yên và cân bằng. Nếu cực lạc thiên về môi trường giúp bạn tu hành dễ dàng, thì cõi Lưu Ly là nơi để bạn chữa lành, lấy lại cân bằng trước khi tiếp tục hành trình tâm linh. Ở đây, mọi yếu tố từ ánh sáng, không khí đến năng lượng đều giúp tâm hồn bạn fresh. 3. Làm sao để hướng về cõi Lưu Ly? Niệm Phật Dược Sư giống như đặt tâm niệm vào Đức Phật A-di-đà để hướng về cực lạc. Bạn cần nhất tâm niệm danh hiệu Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đây là cách kết nối với năng lượng chữa lành từ Ngài. Sống thiện lành và rộng lượng, cõi Lưu Ly không chấp nhận những tâm hồn đầy drama. Hãy sống với lòng yêu thương, biết sẻ chia và tích lũy phước đức. Thực hành cầu nguyện và lễ Phật Dược Sư. Tụng kinh, Dược Sư là cách để cầu nguyện chữa lành không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. 4. Cõi Lưu Ly dành cho ai? Những ai đang mang bệnh nặng hoặc khổ đau vì nghiệp chướng, tâm hồn chịu nặng. Những ai muốn tìm sự cân bằng trước khi tiếp tục hành trình tu hành. Những ai khao khát sự chữa lành thực sự, không phải chỉ là hết bệnh mà còn là tâm an. Vậy bạn đã nghĩ đến việc xin visa về cõi Lưu Ly chưa? Đừng quên, chỉ cần sống thiện lành, niệm Phật Dược Sư và hướng tâm mình về ánh sáng xanh kỳ diệu. Cõi Đâu Xuất, trường chuyên lớp chọn cho các Gen Z tâm linh cực khủng. Nếu cực lạc là nơi bạn được Đức Phật A-di-đà bế thẳng về, hay cõi Lưu Ly là chốn Đức Phật Dược Sư giúp bạn heal từ trong ra ngoài, thì cõi Đâu Xuất chính là trường đua cho dân chăm chỉ và tự lực.
Đây là nơi chỉ dành cho học sinh giỏi chuyên tâm linh, nơi bạn phải try hard hết mình để apply thành công. Ai lười biếng thì thôi, chơi chỗ khác nha. Cõi Đâu Xuất là gì? Cõi Đâu Xuất là nơi Đức Phật Di Lặc đang ngồi chờ ngày Di Bú để xuống Ta Bà cứu độ chúng sinh. Cõi này có hai khu rõ ràng. 1. Ngoại viện, khu dân chơi hưởng phước, nơi các vị trời đang chill sau khi tích đủ công đức. Nghe thì hấp dẫn, nhưng xin cảnh báo, xài hết phước là bị giạt về mấy cõi hấp như ngạ quỷ, súc sinh hoặc tệ hơn nữa. Đây chính là tiệc hết vui thì dọn. 2. Nội viện, khu VIP Pro Max, nơi Đức Phật Di Lặc đang giáo hóa các học trò cứng để chuẩn bị làm điều lớn lao, giác ngộ. Nơi đây không dành cho dân nghiệp nhẹ vía yếu, chỉ những ai tu tập siêu đỉnh mới có thể vào. Về đâu, xuất khó cỡ nào? Khó nha, cực khó. Nếu cực lạc có Đức Phật A-di-đà đưa tay rước, cõi lưu ly có Đức Phật Dược Sư hiêu tận răng, thì đâu xuất không có ai bế bạn hết. Muốn vào, bạn phải tự lực, kiểu như thi đại học mà không có lò luyện. Cụ thể, không ai rước, tự đạp xe mà đi. Đức Phật Di Lặc không cung cấp dịch vụ tuyển thẳng hay tiếp dẫn, nên bạn phải tự thân vận động từ đầu đến cuối. Không chỉ good student mà phải excellent. Bạn không chỉ tu hành tốt mà còn phải xuất sắc. Niệm danh hiệu Nam Mô Di Lặc Tôn Phật không chỉ đủ, bạn còn phải giữ vững tâm bồ đề và thực hành cực kỳ nghiêm túc. Không được lười. Cõi này dành cho những ai siêng năng, chăm chỉ và có khả năng auto-discipline. Nếu bạn là team nước đến chân mới nhảy thì xin mời chuyển hướng. Tại sao nên về Đâu Xuất? 1. Học với Phật tương lai siêu sao. Phật Di Lặc chính là vị Phật tiếp theo sẽ xuất hiện ở cõi Ta Bà khi chúng sinh kêu gọi đủ lớn. Về nội viện Đâu Xuất, bạn sẽ được học với Ngài trước ngày debut chính thức. Bạn nghĩ xem, học với một người mà cả vũ trụ đang mong chờ thì đỉnh cỡ nào? 2. Môi trường top tier. Không còn stress, không còn phiền não, không còn nghiệp chướng. Nội viện, Đâu Xuất là nơi yên bình tuyệt đối, giúp bạn toàn tâm toàn ý cho việc tu tập. Đây chính là phòng lab thực nghiệm giác ngộ mà các chân dê tâm linh mơ ước. 3. Không có đường lùi. Khi đã bước vào nội viện, bạn không cần lo bị học lại hay chuyển trường vì lười. Chỉ có tiến lên và tiến lên mãi, cho đến khi đạt giác ngộ hoàn toàn. Làm sao để apply Đâu Xuất thành công? Siêng niệm Phật Di Lặc, niệm danh hiệu Nam Mô Di Lặc Tôn Phật hàng ngày để kết nối với năng lượng từ Ngài. Sống thiện, học giỏi tâm linh, luôn giữ tâm trong sạch, sống vị tha và làm việc thiện không ngừng nghỉ. Nhớ nha, cõi này không có suất cho chơi hệ lười, bền bỉ và không bỏ cuộc. Không có shortcut, chỉ có đường dài, nhưng nếu bạn cố gắng, chắc chắn sẽ đến nơi. Vậy bạn đã sẵn sàng thử thách bản thân để về nội viện Đâu Xuất chưa? Hãy bắt đầu ngay hôm nay bằng việc tu tập và phát tâm bồ đề. Ba cõi tịnh độ dành cho người biết tu nhưng phải biết chiêu. Vậy là xong, hành trình khám phá ba cõi siêu xịn, cực lạc, lưu ly và đâu xuất. Mỗi cõi đều là những quốc gia siêu đáng sống, nơi bạn sẽ được nâng cấp môi trường sống cực chiêu sau khi log out khỏi Ta Bà, server đầy lag và drama này. Nhưng bạn biết đó, không phải ai cũng auto lên thẳng đâu, vì để vào được thì bạn cần visa. Mà yên tâm, visa này miễn phí, không cần chạy vải, cắm thẻ hay sợ viêm màng ví đâu nha. Nhưng đừng tưởng có visa là xong, qua đó mà quên tu tập, không lo kiếm thẻ cư trú thì khi visa hết hạn lại bị trục xuất về Ta Bà hay lạc qua mấy server lag khác. Rồi lại than, ủa, mình sai chỗ nào? Thế nên, lo mà nghiêm túc để đổi visa thành thẻ cư trú rồi nhập tịch luôn cho chắc. Tu tập không phải chỉ để định cư ở những cõi này, mà còn là để bạn sống ngon lành hơn ngay tại đây, ngay bây giờ. Đừng nghĩ hẹn mai làm hay già rồi tu cũng chưa muộn. Sai nha! Giờ U30 cũng bạc tóc, U40 da cũng nhăn. Không lẽ đợi U60, U70 mới bắt đầu nhập môn? Hơi trễ đó bạn Hiền ơi. Tu sớm ngày nào, thanh tịnh sớm ngày đó. Vừa khỏe cả thân thể, vừa hít thở đời nhẹ như làn gió. Mà nè, dù cực lạc hay lưu ly là môi trường quá xịn để giác ngộ, thì vẫn phải cố gắng mà cày công đức, tích điểm tu tập. Không nghiêm túc, chưa đổi visa thành thẻ cư trú, thì nhỡ đâu bị time out lại về cõi Ta Bà, nơi mà sáng bị deadline dí, tối bị cuộc đời hối, sống trong mốt khó thở. Ai chơi vậy? Thế nên, bắt đầu từ hôm nay đi nha. Mỗi lần tu tập là một viên gạch xịn sò, bạn xây nhà hay xây chùa là tùy bạn, nhưng chắc chắn sẽ là nền móng cực kỳ vững cho hành trình giác ngộ của bạn. Visa, thẻ cư trú hay không, tất cả nằm ở bạn cả thôi. Nếu bạn muốn nghe thêm mấy câu chuyện tâm linh bựa mà chất, kiểu vừa hiểu Phật Pháp vừa cười té ghế, thì hãy đăng ký kênh Đắc Nhân Tâm nha. Cùng nhau tu chill, sống vibe và cày công đức như nông dân cày mùa vụ. Chúc bạn một hành trình tâm linh đầy an vui, trí huệ và nhớ, visa thì miễn phí nhưng công đức là phải tự cày.